Xin chào các anh chị, tôi là Daisy Bùi và hôm nay chúng ta sẽ review một quyển sách mới có tên là The One Minute Manager. Và One Minute Manager tức là vị giám đốc một phút. Đây là một cái quyển sách mà tôi rất là hứng thú vì trong cái quá trình mà mình điều hành doanh nghiệp, mình có rất là nhiều cái vấn đề diễn ra mà vẫn chưa có câu trả lời. Thế thì trong một cái chuyến đi ra nước ngoài thì tôi vô một cái ngân hàng, thì trong ngân hàng đó họ bày ra một cái bàn có rất là nhiều sách và khách hàng có thể tùy chọn bất kỳ quyển nào mà họ cần mà không phải trả tiền. Và thế là tôi chọn được cho mình một trong những cái quyển sách ở đó. Thì một trong những quyển sách mà tôi chọn được thì đây là quyển này, Vị Giám Đốc Một Phút. Và tôi rất là ngạc nhiên bởi vì nội dung trong đây nó rất là mỏng và rất là ít, nhưng mà nó rất là chất lượng và tôi tìm được rất rất nhiều cái hứng thú và cái câu trả lời trong quyển sách này. Và hôm nay tôi sẽ review cho chúng ta về cái nội dung chính của quyển này. Quyển này là quyển tiếng Anh cho nên tôi sẽ review những cái nội dung tổng quan để mình có thể nắm được. Trong quyển này nó có một cái đề ở cuối sách ghi là cái lần cuối cùng mà mình bắt gặp ai đó làm một cái điều gì đó đúng là khi nào. Lần cuối cùng mà mình cảm thấy là mình kiểm soát cái căn nhà của mình là khi nào. Cái việc kinh doanh của mình, gia đình của mình, cuộc sống của mình là khi nào. Và đây là quyển sách mà có thể dạy cho chúng ta hàng triệu những cái bí mật dễ dàng ứng dụng để làm đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta và chúng ta làm được nhiều hơn trong ít thời gian hơn, giảm đi căng thẳng và giúp chúng ta tìm được cái bình an trong tâm trí của mình. Và nó là một trong những cái câu làm cho tôi rất là ấn tượng. Và chúng ta đi vào nội dung thì trong câu chuyện này chúng ta có 3 bí mật chính. Thứ nhất là nói về việc là lập mục tiêu một phút. Thứ hai là khen tặng một phút. Thứ ba là khiển trách một phút. Và 3 cái bí mật này tạo nên một cái vị giám đốc một phút. Và cái biểu tượng chúng ta thấy cái số 1 như thế này nó là trong một cái đồng hồ. Và nó nhắc nhớ chúng ta là hãy dành một phút mỗi ngày để nhìn vào gương mặt của những người mà chúng ta quản lý. Và hãy nhận ra rằng họ chính là cái nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Và trong cái phần giới thiệu thì chúng ta cũng có một câu rất là thú vị mà tôi muốn chia sẻ. Đó là cái bản chất của kiến thức chính là chúng ta có nó và chúng ta phải sử dụng nó. Và khi chúng ta sử dụng nó thì chúng ta sẽ tận hưởng cái cuộc sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và nó có nhiều cái kết quả hơn. Vậy thì quyển sách này nói về một cái anh chàng trai trẻ đi tìm một cái người giám đốc gọi là rất là hiệu quả, giống như những gì anh ta mong muốn. Thì anh ta cuối cùng cũng tìm được một người. Và người này rất là thành công. Và anh ta tới gặp cái người giám đốc này. Ông hỏi rằng tôi có thể làm được gì cho anh. Và người chàng trai trẻ nói là tôi muốn hỏi ông một số câu về cái việc, cái cách mà ông quản lý con người. Và vị giám đốc nói là tôi thường giữ những cái cuộc họp, tổ chức những cuộc họp đều đặn với cấp dưới của mình, cố định. Và đó là lý do tại sao mà cái thứ tư hàng tuần từ 9 giờ tới 11 giờ tôi không thể tiếp xúc tiếp ai được. Còn ngoài cái giờ đó ra thì tôi có thể gặp bất kỳ ai. Và chàng trai mới hỏi là ông làm gì trong những cuộc họp đó. Thì ông nói ra tôi chỉ lắng nghe, trong khi nhân sự của tôi thì review lại, phân tích lại những cái gì họ đã đạt được tuần rồi, những vấn đề mà họ có và cái điều gì họ cần phải cải thiện. Và sau đó chúng tôi lên kế hoạch và chiến lược cho cái tuần tiếp theo. Và cái quyết định có được đưa ra vào trong những cái cuộc họp này nó gắn với giữa ông và nhân viên của ông không? Thì câu trả lời là dĩ nhiên rồi. Vậy thì nếu như chúng ta họp mà chúng ta không đưa ra được cái quyết định cuối cùng thì ý nghĩa của cuộc họp là gì? Vậy thì chúng ta chỉ là một cái vị giám đốc tham dự vào đó thôi. Và khi tham dự thì chúng ta không có đưa ra được cái quyết định gì hết. Vì vậy khi chúng ta họp chúng ta phải có kết quả. Và ông giám đốc này mới cho cái chàng trai trẻ thấy một cái bảng tên để trên bàn có ghi ra People will feel good about themselves, produce good results. Có nghĩa là người ta, con người chỉ cảm thấy tốt về chính bản thân của họ thì họ mới cho cái kết quả tốt được. Và đó là một trong những cái tiêu chí của vị giám đốc một phút. Và tôi xin chia sẻ với các anh chị phần mở đầu. Và bữa tiếp theo tôi sẽ chia sẻ về cái bí mật đầu tiên, đó là lập kế hoạch một phút. Xin chào các anh chị.